Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Đây là một câu chuyện của một chị gái, chị ấy có tâm sự như thế này. Nhờ em tư vấn giúp chị, tình cờ chị và anh ấy quen nhau trên Zalo, nói chuyện một thời gian rồi hai người đã yêu nhau. Qua cách tâm sự, chị cảm thấy anh là một người đàn ông mà chị thích. Chị đã yêu anh ấy thật lòng. Nhưng em ơi, có điều là hai người chưa từng gặp mặt nhau, chỉ gọi điện thoại qua video. Một tuần trước anh sống ở Paris thì chị ở Đức. Nhưng hiện giờ anh đã sang Anh rồi. Trước khi đi anh không cho chị biết vì anh sợ chị buồn. Sang đến nơi anh mới nói cho chị biết. Chị đã khóc suốt đêm vì biết là cơ hội gặp nhau rất khó. Như anh nói là chị cứ an tâm, anh không bao giờ bỏ chị. Nhưng chị nghĩ nó rất mong manh, phải không em? Thú thật với em là chị cũng đã từng yêu, nhưng chưa bao giờ chị yêu ai bằng anh ấy. Cho dù hai người chưa gặp nhau bao giờ, chị không biết chị có tin những lời anh ấy đã nói với chị được không? Là hãy đợi anh ấy và cho hai người, và hai người cứ sợ mất nhau. Chị phải làm sao đây em? Em cho chị một lời khuyên, chị cảm ơn em. Chị thân mến, em biết rằng thông qua câu chuyện của chị thì em thấy tình cảm của chị dành cho anh ý là rất thật lòng. Nhưng cũng không có gì để đảm bảo rằng tình cảm của anh ý dành cho chị cũng là thật lòng cả. Bởi vì sao? Bởi vì các chị và anh ấy có thể yêu xa. Nhưng cái sự yêu xa mà nó thật lòng á, nó sẽ thể hiện ở chỗ là sẽ phải có kế hoạch gặp nhau. Đó, không có cái tình yêu xa nào nó bền vững và nó thực tế ở cái chỗ mà chưa bao giờ có kế hoạch gặp nhau và chỉ nói rằng anh sẽ không bao giờ bỏ em. Thực ra ấy, chị có thể video call với anh ấy, chị có thể nói chuyện và thông qua đó thấy rằng người đàn ông này rất tốt. Nhưng mà chị cũng chưa gặp con người thật thì chị cũng không biết anh ấy là người như thế nào. Bởi vì ở trên mạng mà để thể hiện mình là một người rất tốt, rất tuyệt thì ai có thể thể hiện được. Cái thực tế nó mới là quan trọng, chị ạ. Bởi vì bây giờ đối với chị mà nói, hình tượng của anh ấy rất là đẹp, một người đàn ông rất là tốt, cho chị có cảm giác rằng là một cái tình yêu thực sự. Thế nhưng mà thực tế anh ấy như thế nào thì không biết. Thậm chí anh ấy ở xa như thế, chị cũng có đảm bảo được rằng là anh ấy chưa có vợ không, hay chưa có người yêu không, hay là mình chỉ là một trong số những người mà anh ấy tán ở trên mạng thôi. Em không hy vọng là những điều đấy xảy ra, nhưng cũng rất có thể nó là một trong số những tình huống chứ. Mình thật lòng không có nghĩa là người ta cũng thật lòng với mình đâu. Và bây giờ em nói như vậy để chị có thể đề phòng những cái tình huống mà nó xảy ra. Còn một cái điều mà chị cần phải nhớ là như thế này: yêu nhau thực sự thì sẽ có kế hoạch để gặp nhau. Có thể giữa các anh và chị, cái sự gặp nhau nó sẽ khó khăn hơn, nhưng mà ít nhất phải có kế hoạch. Ví dụ một năm không cần nhiều, mình gặp nhau một lần, hoặc là lần tới đây, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sẽ là lúc nào. Nếu thực sự yêu nhau sẽ phải có kế hoạch đấy, chứ không bao giờ là cứ yêu nhau mãi ở trên mạng và chẳng có một cái kế hoạch gì cho tương lai cả. Nếu thế thì đừng nói yêu. Đó, cho nên là mình dù gì thì mình yêu mình cũng phải thực tế một chút. Còn nếu như không thể có những cái buổi gặp mặt thực sự thì em khuyên chị là bây giờ cũng đừng nên tin tưởng vào cái tình yêu này quá nhiều, hay là dành tình cảm cho quá nhiều, hay là nói yêu thương nhau quá nhiều, chị ạ. Bởi vì là nó không thực tế. Nếu không gặp nhau thì không thể nói là tình yêu thực tế được. Tại sao người ta lại nói rằng yêu xa thì nó khó có thể thành? Đương nhiên yêu xa hoàn toàn có thể thành công được, và rất nhiều người yêu xa đã thành công. Nhưng yêu xa nó cũng có cái nguyên tắc của nó để nó có thể bền vững lâu dài được. Thứ nhất là phải có kế hoạch gặp nhau. Phải gặp nhau ở đời thực thì mới biết là người ta là người như thế nào. Đó, không chỉ gặp nhau mà còn có các kế hoạch thường niên để gặp nhau nữa. Ví dụ mình không được nhiều, một năm vào lúc nào chúng ta sẽ tích đủ tiền, chúng ta sẽ gặp nhau. Có những lúc anh sẽ đến gặp em, có những lúc em sẽ đến gặp anh. Chúng ta sẽ có những lúc em hy sinh vì anh, có những lúc anh hy sinh vì em. Đấy, phải có được một cái điều đấy thì tình yêu xa nó mới có thể bền vững được. Chứ còn nếu mà chỉ nói suông thôi thì em muốn nhắc nhở chị một cái điều như thế này: lời nói của đàn ông ấy thì nó có hạn sử dụng, mà lời nói của ai có hạn sử dụng thôi. Người ta nói bây giờ có thể, em không biết là có thể tin tưởng được cái lời đó hay không, nhưng cứ coi như là mình có thể tin tưởng được lời của anh ấy đi, thì cái lời nói anh ấy nói với chị hôm qua nó chỉ có giá trị của hôm qua thôi, chị ạ. Chứ không có nghĩa là mà vài tháng sau cái lời đấy vẫn sẽ là đúng. Bởi vì con người họ nói ra những lời nói dựa vào cảm xúc ở thời điểm hiện tại của họ.
cảm xúc lúc đó người có thể người ta dâng trào, người ta yêu chị, người ta nói như thế. Nhưng một tháng sau, hai tháng sau, với những cái khó khăn trong cuộc sống, thậm chí một năm, hai năm sau, thì câu nói đấy nó sẽ không còn là như vậy nữa. Và nếu như câu yêu thương nào trong tình yêu mà cũng có thể tin tưởng được như vậy thì đã không có những cái mối tình chia tay. Vì hầu hết những cái mối tình chia tay thì ban đầu họ rất là hạnh phúc với nhau, nói toàn những câu yêu thương ngọt ngào và những lời chân thành. Mình không thể nói rằng những cái lời đấy là không chân thành, mà mình chỉ có thể nói rằng nó chỉ đúng ở cái thời điểm nói đó thôi nhá. Cho nên là những lời anh ấy nói thì mình biết thế thôi, còn mình cũng phải có một cái sự thực tế ở đấy. Đương nhiên chị là con gái và anh ấy là đàn ông thì em không phải là có cái gì là trọng bên khinh hay cái gì cả. Thế nhưng mà cái lần đầu tiên mà anh chị gặp nhau thì sẽ nên là để người đàn ông sẽ đến gặp chị nhá. Nếu thực sự anh ấy yêu chị, anh sẽ có kế hoạch để gặp chị. Hay là chưa có một kế hoạch cụ thể là ngày nào thì anh cũng sẽ nói với chị rằng anh thực sự muốn gặp em. Và anh sẽ tích cóp tiền, anh sẽ có kế hoạch để ngày một ngày nào đó, hay là một ngày này ở tháng này, hay là bất kỳ lúc nào đấy anh sẽ gặp em và nhất định sẽ gặp em. Nếu như thực sự có cái suy nghĩ đấy thì mới có thể nói rằng anh ấy là người chân thành với chị. Còn nếu như không bao giờ có kế hoạch gặp mặt thì rất có thể là mình đã đưa mình vào cái tình huống là mình chỉ là giải khuây cho một người đàn ông thôi. Chị ạ, không phải ai cũng đơn giản như mình và không phải mọi thứ lúc nào nó cũng như mình nghĩ. Không phải là mình cứ chân thành thì người ta sẽ chân thành với mình. Đó, cho nên chị cũng phải chuẩn bị sẵn cái tinh thần cho cái việc là rất có thể những cái điều mà em vừa nói, những cái tình huống ở trên nó sẽ xảy ra. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái việc yêu xa là sẽ rất là mệt mỏi, sẽ rất là tốn tiền, tốn chi phí và nó cần anh chị có một cái tài chính nó rất là tốt. Đấy, thực ra có những cặp đôi yêu xa mà không đến được với nhau là vì cái gì? Là vì không có tiền. Đó, là vì không có đủ tài chính để có thể chi phí cho những cái khoản mà chúng ta có thể gặp nhau, không nói là liên tục hay là thường xuyên, thế nhưng thỉnh thoảng phải có kế hoạch để gặp nhau. Mà nếu không gặp nhau được thì tình yêu đấy làm sao nó tồn tại được, đúng không chị? Cho nên đó, nếu mà chị muốn cái tình yêu này nó lâu dài thì phải xem xét cái anh này, thế mà anh có dự định để gặp mình hay không. Cái thứ hai, nếu anh cũng nhìn thấy cái sự chân thành của anh ấy, anh cũng kế hoạch để gặp mình, thì có thể lần đầu anh đến gặp chị thì lần thứ hai sẽ phải là chị đến gặp anh ấy, chứ không phải lúc nào cũng là để người đàn ông đến gặp chị được, bởi vì đấy cũng là một cái áp lực về tài chính. Nên là không chỉ là phải là chân thành với nhau này, cái thứ hai nữa còn phải có tài chính này, phải có tiền này, trang trải được những cái chi phí mà chúng ta có thể gặp nhau. Còn nếu thực sự mà anh chị yêu nhau mà anh chị có thể đáp ứng được cái nhu cầu tài chính thì cái việc yêu xa nó chẳng có gì là to tát cả, bởi vì mình vẫn có thể thường xuyên gặp nhau, mình có thể thường xuyên bay qua bay lại để có thể gặp nhau mà, đúng không? Ví dụ trong thời điểm này thì dịch bệnh thì em không nói, thế nhưng những cái lúc mà có thể được gặp nhau thì người ta sẽ phải sắp xếp để gặp nhau chứ, đúng không? Thì đó là cái hai cái thứ mấu chốt quan trọng, một là thật lòng, hai là phải có tài chính. Còn nếu chỉ thật lòng không mà không có tài chính thì cũng không được. Ví dụ như là cái tiền mà mình đi thăm người ta một năm bằng cái tiền tích cóp cả năm của mình thì nó sẽ rất là khó. Mình còn phải chi phí và trang trải cho những cái thứ trong cuộc sống của mình nữa chứ, đúng không? Xong rồi dần dần cùng với thời gian, cái sự mệt mỏi nếu như không có về kinh tế nó sẽ khiến cho cả hai cùng nản. Hoặc là anh nản trước hoặc là chị nản trước, rồi tình yêu này nó cũng sẽ kết thúc thôi. Cho nên để nuôi dưỡng được cái tình yêu xa, thứ nhất nó cần cái sự thấu hiểu và chân thành, thứ hai nó cần tài chính, cần tiền, thứ ba nó cần hai cái tâm hồn mà thực sự hướng về nhau và hiểu nhau, hiểu cho nhau, rồi thứ tư nó cần cái bản lĩnh rất lớn để chịu đựng được sự cô đơn. Đó, yêu xa không phải là lúc nào mình muốn gặp là mình gặp được. Và rồi ví dụ là mình phải khống chế những cái sự tức giận hoặc sự giận dỗi của mình mà để tình yêu này nó không bị ngột ngạt bởi những cảm xúc tiêu cực nữa. Càng yêu nhau lâu thì người ta càng dễ có cái xu hướng là tiêu cực với nhau, thì mình cũng phải là một người chịu đựng được sự cô đơn và chế ngự được những sự tiêu cực đấy, thì nó cũng cần rất là nhiều cái điều đó. Thì em có cái video về chủ đề là những cái điều quan trọng khi yêu xa đấy, thì chị có thể để tình yêu xa có thể bền vững thì chị có thể xem cái video đấy. Nhưng cái điều quan trọng trước hết là phải xem anh này đã, anh có dự định để gặp chị hay không, đấy mới là cái bước đầu tiên. Còn nếu không thì mình phải dừng lại thôi chị ạ, vì tình yêu nó không có nền tảng để có thể phát triển tiếp chị nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ làm một cái video cảnh báo các bạn về một cái kiểu đàn ông ấy mà nếu bạn tránh xa được thì rất là tốt. Nếu bạn may mắn mà thoát được cái kiểu đàn ông này ấy, thì đó là cái niềm hạnh phúc cho cuộc sống của các bạn, chứ không phải là mất đi mà mình cảm thấy tiếc đâu các bạn nhá. Thời gian qua mình có tư vấn cho một bạn và bạn ấy có bị hủy hôn bởi vì một cái lý do
đấy chính là khi mà hai đứa đi khám sức khỏe phụ khoa thì bạn ấy bị chẩn đoán là bị sùi màu gà. Thì người ta chưa chắc đâu, nhưng mà người ta đã mang đi xử lý cho bạn nữ đấy rồi. Thế là cái bạn nam này biết điều đấy, bắt đầu về kể với mẹ. Kể với mẹ thì là mẹ nói là ồ thì không thể cưới cái loại con gái như vậy. Thế là hủy hôn bạn ấy, và bạn ấy không biết gì cả. Đến mãi một thời gian sau, lâu lâu rồi, khoảng một năm rồi, bạn ấy mới nhận được một cái cuộc nói chuyện từ phía mẹ của bạn trai, và nói rằng à đấy chính là lý do mà khiến cho họ hủy hôn đấy. Và bây giờ thì bạn ấy đã giải thích được rồi, rằng vấn đề không phải như vậy, là khi ở cái phòng khám đấy họ chẩn đoán sai và họ cứ chữa trị cho bạn ấy. Đến lúc bạn ấy đi một cái bệnh viện công thì mới phát hiện ra là bạn ấy không hề bị làm sao cả. Nhưng tại vì lúc đấy các bạn nam ấy, bạn ấy không nói ra cái vấn đề, nên bạn nữ cũng không nghĩ rằng đấy là vấn đề và cũng không giải thích. Đấy, dẫn đến là kết thúc cái mối tình đấy. Và bây giờ bạn nữ có hỏi là em đã giải thích được rồi, rằng à em không hề bị như thế. Vậy thì chị nghĩ rằng em và bạn ấy có còn cơ hội không? Bởi vì bọn em đã gắn bó với nhau 7 năm 7 năm của yêu thương rồi, và cũng đã có kế hoạch kết hôn như vậy rồi, mà vì một cái chuyện như thế mà kết thúc, thì em phải làm như thế nào? Vì bạn ấy vẫn còn tình cảm với bạn nam và vẫn muốn tiếp tục cái mối quan hệ đấy. Sau khi nghe câu chuyện này thì các bạn biết mình có cảm giác như thế nào? Mình cảm giác rằng nếu bây giờ mình cứ để cho cô gái này còn nghĩ theo cái tư duy này thì thật là tệ với cô ấy. Bởi vì sao? Cái kiểu đàn ông này không đáng để được yêu các bạn ạ. Anh ta là đàn ông cái kiểu gì vậy? Anh ta là đàn ông mà đến khi mà hai người có cái vấn đề không dám nói thẳng thắn với bạn gái: em ơi, thế tại sao lại bị cái này nhở? Ít nhất phải cho cô gái một lần có cơ hội để giải thích, để nói về cái vấn đề chứ. Trong khi cô gái là một người vô tội, chẳng biết là mình có tội lỗi ở đâu, đúng không? Đấy, 7 năm yêu bạn nam đấy, chỉ có một mình bạn nam đấy thôi, mà cuối cùng bây giờ lại mang một cái tội danh như vậy. Anh ta không nói ra. Ít nhất là nếu một cặp đôi đủ yêu nhau, người ta sẽ nói ra: ơ, anh ơi tại sao lại như thế, em ơi tại sao lại như thế, em giải thích cho anh đi, đúng không? Thì ít nhất là cô gái có cái quyền giải thích là: ôi anh ơi em cũng không biết, hay là mình khám chỗ khác, mình xem lại xem. Hoặc là: ô anh ơi, mắc cái này đâu phải là cứ quan hệ lăng nhăng thì mới có, đúng không? Đầy những người con gái còn trinh vẫn có khả năng bị, vì nó có những cái nguy cơ khác mà. Nếu mà có đủ kiến thức để mà tìm hiểu và đủ yêu thương để mà chia sẻ thì có lẽ rằng nó đã không bước đến cái ngày hôm nay. Và mình trách cái người đàn ông đấy rất là nhiều. Anh ta quá hèn, và anh ta không đủ bản lĩnh, và anh ta không xứng đáng để có được yêu thương. Vấn đề xảy ra đến cái việc nói ra với người yêu của mình cũng không biết nói như thế nào để giải quyết à? Ít nhất trước khi quan tòa phán xét thì cũng phải cho người ta có cái quyền được giải thích chứ. Đây không nói gì, để cho cô gái hụt hẫng trong cái việc bị hủy hôn, mà trong suốt quãng thời gian đấy đau đớn, gắn bó 7 năm rồi mà, đến một năm sau vẫn còn không biết lý do là cái gì, tại sao mình lại đối xử như thế. Mà một cái người đàn ông hèn đến cái độ mẹ nói một câu không kết hôn với kiểu con gái đấy thì là không kết hôn luôn, bỏ đi biển biệt, xong rồi từng đấy thời gian cũng không liên hệ với cô gái. 7 năm gắn bó mình cảm thấy quá lãng phí cho một cô gái yêu thương một người đàn ông hèn và không xứng đáng. Anh ta là điển hình của mẫu đàn ông 3 tuổi. Thể xác thì có thể của người đàn ông đã trưởng thành rồi, nhưng tâm hồn của một người đàn ông 3 tuổi, đúng không? Xong rồi mẹ anh ta còn nói với cô gái một câu là: ồ tại sao không nói sớm, tại sao cái lúc mà đi ấy không dẫn theo bà ấy đi để kiểm tra cùng. Ồ, hai người đàn ông và một người phụ nữ đi khám phụ khoa phải dẫn theo một bà mẹ đi, cậu ta là trẻ lên ba à? Thì mình mới nói với cô gái rằng: ôi em ơi, cuộc đời đang cứu em đấy. Chứ bây giờ em mà làm dâu, làm vợ của một cái gia đình như thế, có một bà mẹ chồng như thế, một người chồng như thế, thì em dựa vào cái gì, em dựa được cái gì? Mẹ nói cái gì nghe răm rắp, chả cần biết đúng sai, chả cần biết nguyên nhân lý do, chẳng cần biết tìm hiểu kỹ càng. Mẹ nói à, bỏ là bỏ. Yêu nhau 7 năm tình nghĩa, chỉ cần một câu của mẹ là không lấy kiểu con gái đấy, thế là bỏ luôn. Chẳng hiểu. Chẳng hiểu cái bộ não của người đàn ông đấy chất chứa cái gì trong đầu mà lại đối xử với cô gái yêu mình 7 năm như vậy. Hy sinh 7 năm thanh xuân vì một cái người đàn ông như vậy. Toàn đánh giá là rất hèn, không có bản lĩnh. Và tránh được cái người đàn ông như vậy là may mắn ấy. Bạn ấy cứ nghĩ là bạn ấy bất hạnh vì bạn ấy bị hủy hôn.
Nhưng mà Toàn nghĩ rằng đấy là một cái may mắn của bạn ấy, vì bạn đã không phải lấy một người đàn ông hèn, không có bản lĩnh, và không phải làm dâu của một người mẹ chồng độc đoán và không có một tí kiến thức gì. Đó, chỉ vì như vậy mà hủy hôn và hủy hoại cuộc đời của một cô gái như thế. Cho nên là Toàn nói như vậy, chia sẻ cái câu chuyện này để tất cả các bạn nữ khi mà yêu một người đàn ông ấy, thì mình sẽ phải có những tiêu chuẩn cho người đàn ông đấy. Mình cần một cái người đàn ông trưởng thành, có chính kiến và biết yêu thương bảo vệ mình, biết giải quyết vấn đề với mình. Ở cái câu chuyện ở trên ấy thì có thể bạn nữ đã bị hiểu lầm. Thứ nhất là bị chẩn đoán sai này, sau đó là bị người đàn ông hiểu lầm này, rồi cuối cùng là không giải quyết được vấn đề. Nhưng đó là lý do mà mình muốn tất cả các bạn nữ khi lựa chọn đàn ông phải lựa chọn một người đàn ông đủ trưởng thành để giải quyết vấn đề với các bạn. Đủ yêu các bạn thì không bao giờ có cái chuyện là gặp vấn đề xong không nói cái gì cả. Thậm chí là có những cô gái ngoại tình lăng nhăng thì cũng phải nói chuyện với cô ấy cho rõ ràng để biết chứ. Còn đây chẳng nói cái gì, chả giải quyết vấn đề gì, hủy hôn xong chạy biến mất. Anh ta có thể nói một câu mà bỏ cô gái này luôn. Vậy thì tại sao cô gái này phải tương tư đến anh ta, phải nghĩ ngợi đến anh ta? Anh ta đáng à? Anh ta không đáng một tí nào cả. Một người đàn ông vì một câu nói của mẹ bỏ mình. Một người đàn ông có thể nói bỏ cái bỏ được ngay. Mình nói thẳng với các bạn, một người thực sự yêu thương không bao giờ có cái chuyện là nói bỏ cái là bỏ. Ít nhất trong đầu người ta sẽ day dứt, người ta muốn biết là thực sự thật là cô ấy như nào, 7 năm qua cô ấy yêu thương mình, tại sao lại có cái chuyện như thế, mình muốn nói rõ với cô ấy. Đúng không? Một người thực sự yêu là người ta sẽ bứt rứt và người ta không bao giờ để yên cái chuyện như vậy. Mà người ta phải làm rõ nó ra. Còn đây là bạn nữ đã trao tình cảm cho một người đàn ông không xứng. Video này vừa là lời cảnh tỉnh với các cô gái để lựa chọn đàn ông cho đúng, vừa là lời chia sẻ với các bạn nam để các bạn nam biết cách cách ứng xử với người con gái của mình. Đừng để những tình huống này xảy ra để rồi mình là một cái kiểu đàn ông rất là tồi tệ và rất là hèn kém. Đúng không các bạn? Là phụ nữ các bạn phải biết rằng các bạn xứng đáng với sự trân trọng và nâng niu của một người đàn ông. Người ta muốn bước vào cuộc sống của bạn, họ phải là người trưởng thành đủ để khả năng để bảo vệ bạn, đủ khả năng để có vấn đề thì giải quyết với bạn. Và trong câu chuyện đó thì còn có một tình tiết là hình như là mẹ bạn ấy có nói là con gái mà bị như thế thì sẽ khó mang bầu hay sinh con gì đấy. Lại là một cái câu nói mà nó thể hiện là ôi, bỏ được nhà đấy là tốt lắm các bạn ạ. Bởi vì mình nói thật với các bạn nhé, đối với bất kỳ một người phụ nữ nào, nếu bản thân đã không sinh được con thì hoặc là khó sinh con, đấy là sự bất hạnh của người phụ nữ đấy rồi. Đã là gia đình, đã là người đàn ông, đã là người được gọi là mẹ thì phải hiểu cho tất cả những cái nỗi khổ đấy của người con của mình, đúng không? Của người vợ, người yêu thương của mình, để mà không để cho cái nỗi đau đấy nó ảnh hưởng đến cái người con gái của mình. Đấy mới là người đúng đắn, mới là người đáng để các bạn yêu thương đến, một người bản lĩnh. Chứ còn thấy các bạn khổ sở, thấy các bạn bất hạnh hay thấy các bạn bệnh tật nó quay lưng với các bạn thì kiểu đấy thôi, tiễn cho xong, tiễn cho nhanh cho cuộc đời đi. Chẳng việc gì phải lấy một cái kiểu như thế làm gì cả. Đời đã có hôn nhân, đã có đàn ông, phải có cho nó đáng chứ. Đúng không? Đã không đáng thì có để làm cái gì? Đúng không nào? Còn mình thấy tất cả cô gái, ví dụ các bạn có bất hạnh trong về cơ thể của mình hoặc về bệnh tật các thứ, ví dụ như là không thể sinh con hay là khó sinh con hay cái gì đấy, thì mình nghĩ rằng các bạn xứng đáng để được cái người đàn ông của mình yêu thương mình, lo lắng cho mình mà không muốn mình làm buồn về cái chuyện đấy. Thậm chí các bạn khó sinh con, người ta sẽ nghĩ cách để mình sẽ có cách này cách kia, tốn nhiều hơn chi phí, thế nhưng mà mình vẫn có thể có con được. Hoặc là nếu mà không có đủ chi phí thì người ta sẽ thấy rằng không sao, mình nhận con nuôi cũng được em ạ, nếu em vẫn còn muốn làm mẹ. Nếu còn nếu không thì hai chúng ta sống với nhau cũng được, hạnh phúc của chúng ta mới là quan trọng cơ. Đấy, người ta coi trọng cái người phụ nữ. Bạn phải lấy và phải yêu một cái người đàn ông biết coi trọng phụ nữ, biết coi trọng các bạn, chứ không phải là coi trọng là ôi thể diện của gia đình, phải có con nối dõi hay là phải đến kia. Nếu mà cổ hủ lạc hậu như thế thì thôi, tiễn luôn đi các bạn ạ. Nhá, là phụ nữ chúng ta phải biết yêu thương chính mình để trao mình cho một người đàn ông xứng đáng. Thì đấy là thông điệp mà Toàn muốn gửi đến tất cả các bạn. Và đừng quên là Toàn có một cái khóa học dành cho các bạn, nó có tên là Đỉnh Cao Cuốn Hút Khi Yêu. Đó là khóa học mà hướng dẫn cho các bạn các cách ứng xử cuốn hút đỉnh cao để mình được trân trọng, mình được yêu thương, và trong đó bao gồm cái việc là mình sẽ dành cái giá trị của mình cho một người đàn ông xứng đáng các bạn nhé. Để tham gia khóa học này thì đừng quên lên Google gõ Toàn Nguyễn Hạnh Phúc .vn sẽ ra cái trang của mình, kéo xuống có khóa học, đăng ký ngay vào luôn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.